Xin chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu chậm nên trời có mây nắng đan xen, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trong khoảng từ 29 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Thời tiết tạnh ráo thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân trong ngày nghỉ cuối tuần. Thủ đô Hà Nội sáng nay trời còn nhiều mây và có sương mù rải rác, tập trung ở ngoại thành. Đến trưa chiều thì nắng xuất hiện nhiều và nhiệt độ tăng lên mức 30 đến 31 độ. Trạng thái khô ráo mát mẻ sẽ kéo dài cho tới hết ngày mai. Sang tuần mới thì gió mùa tràn về, mưa sẽ xuất hiện và nhiệt độ giảm nhẹ. Tương tự, cả miền Trung cũng có ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết nắng ráo, cùng một mức nhiệt tương đối đồng đều, dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Và cũng như miền Bắc thì miền Trung sẽ nắng ráo được đến hết ngày Chủ nhật. Sang ngày thứ hai tuần sau, khi có không khí lạnh tràn về thì miền Trung sẽ có mưa trở lại. Với thành phố Đà Nẵng, trời nắng ráo với mức nhiệt ngày cao 31 đến 32 độ. Về tối và đêm nay thì không mưa, nền nhiệt mát mẻ chỉ khoảng 24-25 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi cuối tuần của người dân và du khách đến với thành phố xinh đẹp này. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ sáng tới giờ cũng có nắng và nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ ở các tỉnh thành miền Nam. Từ chiều, mưa có thể xảy ra rải rác ở các tỉnh ven biển phía đông khi mà nhiễu động gió đông từ biển lấn vào. Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Đông Nam Bộ nên cũng có nắng sớm trong ngày thứ bảy cuối tuần. Nhiệt độ tăng dần đến trưa chiều nay, cao nhất ngày có thể đạt mức 33 đến 34 độ, cảm giác oi bức xuất hiện. Sau đó, từ chiều tối, nhiễu động gió đông từ biển có thể gây mưa rải rác cho thành phố. Dù lượng mưa được dự báo không lớn, nhưng người dân vẫn cần phải đề phòng tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 4 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! We'll be right back.